Chào mừng em đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay là ngày thứ năm, cũng có một cái hoạt động vô cùng đặc biệt. Đó là cái hoạt động công hội chiến lên server anh em ạ. Thì cái hoạt động này nó cũng rất là mới lạ đối với mình cũng như là đối với các anh em mà đang chơi Nemesis. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một cái video để mà hướng dẫn cho anh em về cái cách thức hoạt động của công hội chiến lên server và một số các cái anh em có thể áp dụng các cái chiến thuật nào đó cho nó hợp lý để có thể giành được các cái phần thưởng cao nhất cũng như là tốt nhất cho bản thân mình cũng như là công hội nha anh em. Rồi, thì về cái cách thức hoạt động thì cái công hội chiến lên server này á thì cái chiến trường của nó sẽ có 4 đội cùng thi đấu nha anh em. Thì mỗi một cái bảng nó sẽ bao gồm 4 đội và 4 đội sẽ cùng thi đấu trong cùng một khung giờ nhất định. Đó là vào lúc 7 giờ 50 theo giờ in game, có nghĩa là khoảng 6 giờ 50 theo giờ Việt Nam anh em ạ. Thì vào tầm khoảng 7 giờ theo giờ Việt Nam thì bắt đầu đánh. Và trong suốt cái thời gian diễn ra cái hoạt động, anh em có thể tùy ý ra vào cái chiến trường này mà không ảnh hưởng tới bất cứ một cái điểm thành tích cũng như là tích điểm nào cũng như là cái bảng xếp hạng cá nhân của anh em. Anh em có thể ao ra, anh em úp thêm lực chiến hoặc là anh em thay đổi phong cách hay là như thế nào đó, thì đó là hay là anh em mua các cái ngào viên để mà anh em hồi sinh như thế nào đó thì tùy anh em đều có thể là lựa chọn cho nó một cách hợp lý anh em nhé. Tuy nhiên thì cũng có một cái điểm lưu ý là anh em không nên ra vào quá nhiều, tại vì mỗi một cái đợt ra vào anh em sẽ tốn một cái khoảng thời gian, thì trong cái khoảng thời gian đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới rất nhiều cái điểm để anh em tích lũy cho cái công hội của mình. Ví dụ như một người mà chỉ thoát ra khoảng 1 đến 2 phút thôi là ít nhất là cũng phải thiệt hại đến một vài trăm điểm, đấy là chuyện bình thường nha anh em. Ok. Tiếp theo về cái hoạt động của cái công hội chiến lên server nó sẽ diễn ra như thế nào, thì bốn công hội ghép vào cùng một cái vòng bảng á, nó sẽ đây anh em nhìn đây này, dự đoán trận nhá. Đấy, mỗi một cái nhóm nó sẽ gồm có bốn công hội đúng không, thì bốn công hội này sẽ là bốn phe sẽ xuất hiện ở bốn góc của bản đồ đó, sẽ cùng tham chiến với nhau trong cùng một cái map chiến trường và không phân biệt là bên nào ghép với bên nào, mà bốn cái công hội này nó sẽ đánh nhau độc lập với nhau. Ví dụ như là một công hội, có nghĩa là một công hội sẽ phải đánh nhau với ba công hội còn lại anh em ạ. Thì đó, cho nên là anh em cứ ra ban skill là tất cả công hội còn lại ngoài công hội của mình sẽ đều bị dính sát thương hết anh em nhé. Đó, thì mỗi một công hội sẽ xuất hiện ở bốn góc bản đồ, tương ứng với đó là sẽ có bốn màu khác nhau, điểm xuất phát của đội màu đỏ này, màu tím, màu xanh và màu vàng. Đó. Ok, thì tương ứng ở phía trước mặt của bốn cái vị trí xuất phát nó sẽ có bốn cái trụ pha lê. Nó sẽ bốn trụ pha lê. Thì bốn trụ pha lê này nó sẽ có tác dụng là giúp cho anh em có được điểm mỗi giây. Và cái trụ này nó khác với cái trụ mà anh em chơi trong công thành chiến của server mình, đó là anh em chơi trong công thành chiến xem mình là nhân vật phải đứng ở vị trí vòng tròn của trụ thì mới nhận được điểm, nhưng mà cái công thành chiến lên server thì anh em sẽ là chiếm và chiếm nó sẽ sinh điểm và không cần phải đứng ở trong cái phạm vi trụ nha anh em. Và cái trụ pha lê này từ cái thời điểm mà anh em đánh chiếm được nó ấy, nó sẽ có 30 giây là không nhận sát thương, có nghĩa là tất cả công hội sau khi đánh chiếm được pha lê này thì các công hội khác sẽ không thể chiếm được cái trụ đó trong vòng 30 giây, thì mặc định là sẽ có 30 giây anh em nhận được cái điểm bút từ cái trụ này anh em nhá. Rồi, và cái trụ này nó còn có một cái tác dụng nữa là khi mà quân mình đứng trong cái trụ phụ này, anh em sẽ nhận được hiệu ứng là hồi HP liên tục. Đó, nó sẽ là một cái điểm để anh em hồi phục sau mỗi một cái đợt giao tranh mà anh em giao tranh với các bên khác mà anh em tổn thất HP thì anh có thể lui về đây anh em nhé. Rồi ok, thì bốn cái trụ này thì nó cũng san sát nhau, cho nên là anh em có thể là phân bổ các thành viên để mà vừa chiếm trụ pha lê này và vừa đi đánh chiếm và tấn công để mà tranh giành các cái trụ pha lê khác. Rồi tiếp theo đến cái điểm nữa là cái điểm ở giữa. Điểm ở giữa là cái vòng tròn búp điểm. Thì cái vòng tròn này nó khác cái vòng tròn ở trung tâm của công hội chiến trong server, đó là vòng tròn trung tâm của hội công của lên server của trong cái server đó, nó sẽ là điểm đi đẻm PK, anh em đứng ở trong đó cũng nhận được điểm nhưng mà nó là luôn luôn tồn tại nha anh em.
Còn cái vòng tròn của cái công hội chiến lên server nó sẽ có cái thời gian, thì có cái thời gian xuất hiện, và sau khi xuất hiện xong hết thời gian đó nó sẽ mất đi, và tới một cái thời gian nào đó nó sẽ lại tiếp tục, nó lại mở ra. Để mục đích là gì? Nó sẽ cho anh em một cái khoảng thời gian, thời gian nào anh em cần phải dồn về trung tâm, anh em tập trung PK, anh em tranh giành nhau từng điểm ở cái vị trí đó, và cái thời gian nào là anh em phải tản ra để anh em giao tranh ở các cái vị trí khu vực trụ phụ, hoặc là đi nhặt các cái viên pha lê để anh em tích thêm điểm cho cái công hội của mình, hoặc là đi đánh chiếm các cái con boss bá chủ ở các cái phạm vi cánh để anh em lấy thêm các cái hiệu ứng buff nha cho đội của mình nha anh em. Ok, đó thì là nó là cái điểm rất là hay. Nếu chứ nếu mà nó cứ tồn tại như là cái vòng tròn trung tâm búp điểm như ở công hội chiến trong server mình, thì bây giờ bốn bang nào cứ mạnh thì bang cứ tập trung lại cái điểm giữa, thì ông ấy chiếm hết cái lợi thế của các cái bang còn lại rồi, thì nó đâu còn cái gì thì gọi là sự hấp dẫn ở đâu, đúng không em? Đâu còn cái tính chiến thuật nữa đâu. Đó cho nên là cái hoạt động này là cái hoạt động rất là hay nha anh em nhá. Ok, cho nên là anh em cần phải có một cái sự phối hợp rất là ăn ý giữa các cái đồng đội với nhau, cũng như là một cái chiến thuật hợp lý, thì anh em mới có thể là giành được cái chiến thắng ở trong cái công hội chiến này. Nó thì chiến thuật này, sự đoàn kết và cái số lượng thành viên tham gia sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng của trận đấu nha anh em. Rồi. Và một cái điểm như hồi nãy mình cũng đã nói là cái con boss ở bá chủ chiến trường này nó sẽ xuất hiện ở bốn cạnh, bốn góc, gọi là bốn bờ sông đi. Mình sẽ gọi khu vực này là khu vực bờ sông anh em nhé. Thì nó sẽ cung cấp, khi mà anh em tiêu diệt anh em sẽ nhận được cái búp cho, nó sẽ không có cho anh em điểm đâu nha, nó sẽ cho anh em một cái búp nào đó mà có lợi để mà gia tăng cái sức mạnh cho cái công hội của mình trong suốt quá trình mà anh em tham gia thi đấu đó. Và trên cái khu vực vị trí sông này nó cũng sẽ có rơi ra các cái viên pha lê để mà anh em nhặt, anh em sẽ nhận được thêm cái điểm cho công hội của mình. Ví dụ như các anh em mà yếu, anh em cảm thấy anh em không thể giữ trụ được, hoặc là mà anh em không thể giao tranh PK được, thì anh em có thể chạy đi anh em PK với những cái thành viên mà lực chiến nó thấp hơn để anh em giành tranh giành các cái viên pha lê để anh em búp điểm cho công hội của mình đó. Hoặc là các anh em lực chiến cao có thể là đi bảo kê các cái thành viên thấp ở tại một số các cái khu vực phạm vi sông nhất định để mà họ có thể nhặt được các cái viên pha lê này một cách thuận lợi hơn, thay vì cái việc mà anh em cứ tập trung đi PK hoặc là đi tới một cái số địa điểm nào mà đó mà nó chưa có mang lại cái hiệu quả về việc thu thập điểm, thì anh em có thể đi bảo kê cho các thành viên mình ở trong các cái phạm vi sông anh em nhé. Rồi, một cái vấn đề nữa đó thì anh em cũng đã hiểu sơ sơ về cái việc hoạt động của nó rồi đúng không? Đó thì anh em cần phải phân bố làm sao là gì? Khi mà cái vòng tròn điểm nó xuất hiện thì phải tập trung vào đó để mà tranh giành được cái khu vực trung tâm để mà lấy được nhiều điểm nhất có thể. Thì chắc chắn cái khu vực này là khu vực nhiều điểm nhất rồi. Cho dù anh em có chiếm tháp trụ thì anh em cũng không thể nhiều điểm được bằng cái khu vực trung tâm anh em nhé. Trừ khi anh em chiếm được rất nhiều cái tháp pha lê thì anh em mới có lợi thế cao hơn là cái việc anh em tập trung tại điểm giữa. Còn nếu mà anh không chiếm được nhiều pha lê thì chắc chắn nó sẽ không được bằng cái điểm trung tâm anh em ạ. Nhưng mà khi cái điểm trung tâm này mất thì anh em phải tản ra, đi chiếm pha lê lại, hoặc là đi cướp pha lê, hoặc là đi ăn boss, hoặc là đi nhặt pha lê, hoặc làm như nào đó. Miễn là anh em không để bị mất bất cứ một cái điểm lợi ích nào trong suốt quá trình mà anh em ra thi đấu. Đối với các anh em tốt thì anh em có thể tập trung PK để dành cho bên team của mình các cái vị trí hoặc là các cái khu vực thuận lợi để mà công hội của mình có thể khai thác được tối đa các cái tài nguyên ở tại cái vị trí mà pha lê, cũng như là cái việc mà đi chiếm các cái pha lê của các cái công hội có lực chiến thấp hơn nha anh em nhá. Rồi. Như vậy là công hội ấy, mà có giành được một cái lượng điểm nhiều nhất ở trong cái trận chiến này. Trận chiến này sẽ kéo dài 30 phút nhá. Công hội là mà chiếm được nhiều điểm nhất chứ không phải điểm BK đâu nha anh em. Nhiều cái điểm điểm số nhất thì công hội đấy sẽ giành được chiến thắng, thì nó cứ xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp thôi. Còn nếu mà anh em nào mà điểm ngang ngang nhau thì nó sẽ xếp theo công hội nào là đạt được cái số điểm đấy trước, hoặc là nếu mà trường hợp tất cả công hội đều bằng 0 điểm á, có nghĩa là không công hội là tham gia thi đấu á, thì nó sẽ tính theo xếp hạng tổng lực chiến nha anh em. Thì cái phần thưởng nó sẽ giành được nó cũng sẽ rất là hấp dẫn cho anh em. Nó sẽ có phần thưởng cho cả công hội này,
và phần thưởng cho cả thành viên cống hiến đó. Thì ở trong vòng loại thì nó sẽ dành cho anh em là được 50 cái giải cống hiến cá nhân cho 50 thành viên xuất sắc nhất. Này mình không biết là nó chắc là sẽ trong vòng 4 cái gôi đấy thì nó sẽ chọn ra 50 người có cái thành tích cao nhất thôi anh em ạ. Ok. Và cái phần thưởng tranh bá này là ở vòng tranh bá nha anh em, vòng loại là riêng nhá. Thì cái vòng loại thì bản phần thưởng công hội thì nó sẽ cho anh em 5 cái vé bản đồ kho báu này. Đó, nói chung là cũng không nhiều nhưng mà mình được bao nhiêu thì nó cũng xem nó mang lại những cái lợi ích nha. Nó tốt hơn. Ở cái phần thưởng tranh bá thì ở công hội nó sẽ cho anh em, nếu mà anh em lọt được vào cái vòng trong á thì chắc chắn anh em có được 50 cái mảnh di vật quân vương. Nó kèm theo một cái danh hiệu bá chủ chiến trường. Đấy, ok, danh hiệu này chắc chắn là sẽ có một cái bước thuộc tính khá là ngon. Còn đội top 1 thì cái danh hiệu nó nhìn nó xịn xò hơn. Đúng không anh em? Và 100 mảnh cánh. Rồi, thưởng cống hiến ở vòng trong. Thưởng cống hiến ở vòng trong thì nó sẽ ngon hơn một chút. Ok. À, anh em nhớ tham gia vào đúng giờ nha anh em nha. Nếu anh em không tham gia đúng giờ thì sẽ rất thiệt thòi cho công hội của mình. Tại vì điểm thì nó sẽ tăng theo thời gian. Mà anh em tham gia trễ những phút nào thì sẽ bị mất lợi thế đi phút đó. Đây, để mình xem là cái chiến tranh bá thì nó có vào ngày mai anh em ạ. Vào ngày thứ sáu anh em nhá. Đó, 2 ngày liên tiếp anh em chú ý. Thắng được cái vòng loại bên trong thì bốn cái bảng này á, cứ ai mà thắng được cái vòng trong cái vòng bảng đó được hạng nhất thì sẽ vô được cái vòng tranh bá. Còn ba cái quân đoàn khác mà không win được ở cái vòng loại này á, thì sẽ bị dừng cuộc chơi luôn nha anh em. Thì ngày mai nếu mà không được vào thì anh em chỉ có thể tham gia dự đoán trận chiến thôi chứ không có tham gia đấu trường được. Không tham gia đấu trường được thì đồng nghĩa với việc mình sẽ không có phần thưởng ở cái mục tranh bá nha anh em nhé. Ok, còn cái phần thưởng dự đoán thì mình nghĩ là nó cũng sẽ cho anh em gọi là kim cương anh em ạ. Nó cũng giống như là cái gọi là chiến thần lên server, đấu trường lên server thì mình nghĩ là cũng sẽ cho anh em kim cương thôi. Rồi ok, đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em ở trong cái hoạt động công hội chiến lên server tối nay. Thì cũng chúc cho anh em có một cái buổi tối tham gia cái hoạt động PK tập thể nó thật là vui vẻ nha anh em nhé. Rồi, anh em nào mà có cái thắc mắc gì thì cứ đặt câu hỏi cho mình thì mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho anh em. Hiện tại thì mình cũng có mới tạo một cái nhóm Dark Nemesis anh em ạ. Thì cái nhóm này thì mình cũng tạo ra với mục đích là có thể là mời được nhiều các anh em tham gia nhóm để mà chia sẻ thêm các cái kinh nghiệm chơi cái Dark Nemesis này một cách hay và tiết kiệm hơn. Trong này thì mình sẽ úp rất nhiều các cái bài post để mà chia sẻ cho anh em về các cách mà gọi là vượt qua các cái độ các cái ải luyện ngục cũng như là các cái kinh nghiệm chơi game về các cái class trong game Nemesis này. Thì cũng rất mong nhận được sự ủng hộ từ các anh em cùng tham gia vào nhóm để mà chia sẻ để giúp cho cộng đồng của mình nó ngày càng phát triển hơn, nó vui nhộn hơn anh em ạ. Thì mình có để cái link tham gia ở bên dưới phần mô tả của video này. Thì cũng rất mong anh em cùng tham gia với mình cho nó vui anh em nhé. Ngoài ra thì mình cũng có nhận nạp kim cương xanh chiết khấu giá rất là tốt cho tất cả các anh em. Hiện tại thì mình đang có nạp cái gói 10k kim cương xanh này chỉ với giá là 1.850.000 thôi anh em ạ. Rẻ hơn anh em nạp trong game tới 350.000 nha anh em. Một con số là rất là lớn nếu mà anh em đầu tư nhiều vào con game này. Còn đối với các cái gói in game thì anh em cứ chụp hình cái gói và anh em gửi cho mình để mình sẽ báo giá cho anh em nhé. Thông thường thì mình sẽ nạp với cái giá là anh em cứ bỏ đi cái số lẻ phía sau thì anh em giữ lại cái số chẵn phía trước thôi thì là xong anh em ạ. Như anh em nạp các cái gói hạn giờ mà anh em nạp qua web hay là nạp qua chín bay thì nó cũng sẽ không có nạp được, thì bắt buộc phải nạp qua Visa hoặc các cái cổng thanh toán trực tiếp. Như vậy anh em mà tự thanh toán thì nó sẽ rất là tốn kém chi phí anh em nhé. Thì anh em hãy liên hệ với mình để mà mình vừa chơi với một cái chi phí vừa chơi gọi là vui mà vừa với một cái chi phí nó tiết kiệm và tối ưu anh em ạ.
Mình nạp thì mình đảm bảo với anh em là hàng sạch 100% và mình bảo hành cho anh em đến khi sập game luôn anh em nhé. Rồi ok. Anh em nào mà chưa rõ về thông tin của mình và cảm thấy chưa tin tưởng thì anh em cứ tìm hiểu cái thông tin của mình ở trong các cộng đồng về MU vừa thời đại. Thì mình làm cái nạp game này cũng rất là lâu rồi và cũng rất là có uy tín trong các cộng đồng về game. Rồi, lời cuối xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em có một cái buổi tối thành công rực rỡ anh em nhé.